Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi giáp thìn 1964 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không? 1. Tổng quan về tuổi giáp Thìn 1964 nam mạng năm 2022 nhâm dần. Nam mạng năm 1964 tuổi giáp Thìn tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa Phúc Đăng Hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. Mệnh Hỏa gặp năm 2022 mệnh Kim Bạch Kim, Hỏa khắc Kim, bình thường. Địa chi Thìn gặp dần, bình thường thiên can, giáp gặp nhâm, bình thường. Sao chiếu mệnh, sao thái dương, cát tinh, chủ về phú quý, làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Vận hạn, hạn thiên la, hạn tâm lý bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Vận niên, thổ lộng nguyệt. Thái tuế năm 2022, không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022, phạm tam tai năm thứ nhất tuổi Kim Lâu năm 2022, không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2022, không phạm Hoang Ốc. 2. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Giáp Thìn 1964 năm mạng. Sao Thái Dương thuộc hệ thống cửu diệu và đó là một cát tinh, chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời, thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Những tác động khi sao Thái Dương chiếu mệnh, làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Đối với thế hệ trẻ gặp năm hạn này học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao. Vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cắt lợi nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch là hung thần hao tốn của cải. Nhiều quan điểm cho rằng sao Thái Dương chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới, tuy nhiên với bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên không bằng nam giới. 3. Vận hạn năm 2022 của tuổi Giáp Thìn 1964 Nam Mạng nếu gặp thiên la cảnh phòng ly cách phu thê nhẫn nhịn để gia đình êm ấm chớ nên ghen tuông to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to tâm luôn không yên lo lắng mọi điều hàn thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an quỷ ma quấy phá bệnh kỳ quái hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần trí não tâm lý đương số có thể gặp các chứng trầm cảm lo âu thái quá cảm giác không được yên tâm an toàn thường nóng ruột tinh thần thiếu tập trung bồn chồn nhiều người có thể mất ngủ về đêm thường mơ thấy ác mộng có một số sách khác ghi chép thêm khi gặp hạn thiên la này vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa cãi vã gia đạo lục đục trắc trở thường xảy ra cãi vã ghen tuông lời qua tiếng lại khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách ly thân ly dị thế nên cả hai cần nhẫn nhịn thấu hiểu nhau như vậy với được hạnh phúc hạn thiên la là một trong hệ thống tám hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi nếu gặp năm hạn thiên la này sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định thiên la được hiểu là lưới trời xét về sao thiên la trong môn tử vi đầu số sao thiên la luôn được an cố định tại cung thìn cùng với địa võng sao này chỉ hệ thống luân lý cương thường đạo đức và luật pháp nội quy quy tắc ràng buộc con người khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi Giáp Thìn 1964 năm mạng thổ lộng nguyệt là thỏ vần trăng, báo hiệu bản mệnh có một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay tự nhiên bản mệnh gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng suôn sẻ. Thi cử dễ đoạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác thì bản mệnh được nhận vào chỗ tốt đang thiếu người. Trong năm này bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ngoài ra còn có tin vui hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên, về mặt tài chính thì trong năm nay bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm gặp vận niên thổ lộng nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng, ăn uống. Năm Tuổi giáp thìn 1964 Nam Mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh, năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi tị năm 2022, tuổi tị phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi Phạm Phá Thái Tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi giáp Thìn 1964 nam mạng không phạm hạn Thái Tuế. 6 tuổi giáp thìn 1964 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số 3, thứ ba. Còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu. Bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi. Gia chủ tuổi giáp thìn, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, bính dần, đinh mão, mậu thìn, mậu dần, kỷ mão, canh thìn, canh dần, tân mão, nhâm thìn, nhâm dần, quý mão, giáp thìn, giáp dần, ất mão, bính thìn. Như vậy trong năm 2022, tuổi Giáp Thìn 1964 Nam Mạng Phạm Hạn Tam Tai năm thứ nhất. 7. Tuổi Giáp Thìn 1964 Nam Mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có bốn dạng đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu kim lâu thê đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà kim lâu lục xúc đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bản sản có nuôi vật nuôi theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1 3 6 8 thị kim lâu. Tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỳ sửu, kỳ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi Giáp Thìn 1964 nam mạng là 59 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu. 8. Tuổi Giáp Thìn 1964 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn Hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cắt hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự nhị nghi tốt làm nhà tuổi này sẽ có lợi nhà cửa hưng vượng giàu có nhị nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh tứ tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tứ tấn tài chi phước lộc lai ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly ngũ tử ly thân phòng tử biệt Lục hoang ốc xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo ra bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tư tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi giáp thìn 1964 nam mạng là 59 tuổi âm phạm không hạn tuổi hoang ốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại